Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Xin chào các quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Live. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta rất vui lại tiếp tục được đồng hành cùng bác sĩ Nguyễn Thành Luân để giải đáp những thắc mắc của quý vị. Vâng, và trước khi đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì tôi có một câu hỏi dành cho bác sĩ. Đó là theo bác sĩ thì ở cả nam và nữ giới thì theo bác sĩ đối với họ điều gì họ băn khoăn nhất ạ? Rõ ràng là trong cuộc sống, kể cả người nam giới hay người phụ nữ, có rất nhiều điều phải quan tâm về cuộc sống, về gia đình, về công việc, về đối nội đối ngoại, vân vân. Tuy nhiên thì theo suy nghĩ của bác sĩ Luân thì một trong những cái điều mà họ nuối tiếc nhất có lẽ là sự thời gian. Thời gian qua đi thì mùa xuân qua đi, của đất trời qua đi thì mùa xuân của đất trời lại quay lại. Nhưng mà tuổi xuân của con người qua đi thì nó sẽ không bao giờ quay lại nữa. Và bác sĩ nghĩ rằng là kể cả nam giới hay là nữ giới thì việc nuối tiếc tuổi xuân sẽ là một cái khắc khoải, một cái nỗi niềm mà vừa dễ nói nhưng lại vừa khó nói, và thậm chí là khó để tìm được ai có thể chia sẻ và đồng cảm với mình. Vâng, thưa bác sĩ Luân thân mến, tại sao tôi lại hỏi anh một câu như vậy? Đó là vì tôi, anh và quý vị khán giả thì ai cũng sẽ sợ rằng tới một lúc nào đó tuổi xuân sẽ qua đi và ở lại chỉ còn là những trục trặc về sức khỏe. Và đây cũng là lý do mà tôi muốn cùng chia sẻ với quý vị khán giả trong chương trình Sống Khỏe của IDC Live ngày hôm nay một chủ đề, đó là các chị em làm gì để giúp chồng hồi xuân. Vâng, bác sĩ Luân thân mến, và xin được hỏi anh một câu như thế này, đó là tôi thấy thông thường khi nói đến hồi xuân thì người ta hay nghĩ đến những người phụ nữ, hoặc cũng có người cho rằng đàn ông thì lúc nào cũng xuân phơi phới nên sẽ chẳng cần đến cái thời kỳ nhạy cảm này. Vậy thực tế thì đàn ông có tuổi hồi xuân hay không ạ? Và tuổi hồi xuân của nam giới thì sẽ được hiểu là giai đoạn như thế nào thưa bác sĩ? Thì rõ ràng là ở nam giới cũng có những cái biểu hiện hồi xuân. Và nhưng chúng ta lại phải quan điểm rất là rõ ràng rằng là cái sự hồi xuân của nam giới nó có những cái đặc điểm, những đặc trưng rất là khác so với ở nữ giới. Nói về cái sức khỏe sinh sản thì đúng là sức khỏe sinh sản của nam giới sẽ duy trì trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên là cái phong độ, cái tình trạng sức khỏe thực sự thì nó sẽ đi theo cái vòng luân hồi, đó là sinh lão bệnh tử. Tuổi xuân của các nam giới không thể mãi mãi phơi phới như vậy được. Đó, và thật là kỳ diệu khi mà tạo hóa ban cho cả người phụ nữ và nam giới một khoảng thời gian mà chúng ta ưu ái cũng gọi là hồi xuân. Thế nói về độ tuổi hồi xuân thì cái việc mà cái người nam giới này sẽ hồi xuân ở cái thời điểm nào, độ tuổi nào, không ai có thể nói trước được. Ở mỗi một đối tượng lao động khác nhau, một cái tầng lớp trí thức khác nhau, họ có cái lối sống khác nhau thì cái đặc điểm cũng như là cái thời điểm hồi xuân sẽ khác nhau. Nhưng một điểm chung mà chúng ta biết được đó là cái người bạn đời, người bạn tình, người vợ, người yêu sẽ là người cảm nhận rõ nhất sự thay đổi bên trong của anh ấy khi mà anh ấy hồi xuân. Hồi xuân thì người đàn ông có khuynh hướng trẻ lại như thời trai trẻ, cả về nhận thức, tình cảm lẫn hành vi, thậm chí đến các cả nhu cầu trưởng thành. Phải chăng thì cái sự hồi xuân của đàn ông có nghĩa là sự trở lại của thời tuổi trẻ thưa bác sĩ? Đây là một quan điểm được rất là nhiều người nhắc đến, tức là hồi xuân là sự trẻ lại hay là trở thành tuổi trẻ. Theo quan điểm của bác sĩ thì đây chưa hẳn là một quan điểm chính xác. Đối với những người đàn ông hồi xuân á, thì họ có một sự thay đổi rất là mạnh mẽ về cả tâm lực, thể lực và trí lực. Tuy nhiên thì cái hình thức của nó khác hoàn toàn so với thời trai trẻ. Nếu như khi còn trẻ trung là sự háo hức, là sự mong muốn được khám phá,
là cái hừng hực của tuổi trẻ đấy, được khám phá, được chu du, được tìm hiểu một cách cặn kẽ, rất là xông xáo, rất là nhiều sức lực. Thì khi mà đến một độ tuổi nào đấy mà người ta hồi xuân lại thì người ta lại không có cảm xúc ấy nữa, mà người ta là sự chín chắn, là sự sâu sắc và là sự thấu hiểu. Đó là sự khác nhau của cái sự hồi xuân và cái thời còn trẻ. Tức là hồi xuân không phải là trở lại cái thời tuổi trẻ. Vâng, thưa bác sĩ, ở độ tuổi hồi xuân thì không biết là cái tần suất quan hệ tình dục của nam giới có khác gì so với trước đây không? Và cái tần suất quan hệ như thế nào thì là phù hợp ở cái thời điểm này ạ? Ở độ tuổi hồi xuân thì cái tần suất quan hệ tình dục chắc chắn là nó sẽ khác so với cái tuổi mà ngay trước hồi xuân, và nó lại càng khác với cái độ tuổi chỉ còn trai trẻ. Đó là nó phải phụ thuộc vào cái tình trạng sức khỏe của cái anh nam giới tại thời điểm hồi xuân. Có những người đã hồi xuân vào hồi khoảng 44 tuổi thì tình trạng sức khỏe hoàn toàn khác so với cái lúc mà anh hồi xuân ở 50 tuổi. Đó, nên là cái việc mà tìm được một cái tần suất quan hệ tình dục phù hợp cho tất cả các anh nam giới là điều không tưởng. Nó sẽ phù hợp với anh nhưng không phù hợp với anh ấy, và lại càng không phù hợp với tôi. Do đó, cái việc mà tìm được một cái tần suất quan hệ tình dục phù hợp nó sẽ phụ thuộc vào bản thân anh nam giới ấy và bản thân bạn tình của anh nữa. Có phải trong giai đoạn này về chuyện ấy thì người đàn ông nào cũng bỗng dưng mạnh mẽ lạ thường không thưa bác sĩ? Và làm thế nào để mỗi người khi bước vào cái độ tuổi hồi xuân thì họ có thể duy trì được đời sống tình dục tốt? Lê Văn tin rằng rất nhiều các chị em phụ nữ đang rất quan tâm về vấn đề này ạ. Rõ ràng là khi bước vào cái giai đoạn hồi xuân ấy, thì cái thay đổi về cái quan hệ tình dục của người đàn ông là một thay đổi khá là rõ rệt, và bạn tình của họ sẽ là người cảm nhận tương đối rõ về điều này. Tuy nhiên là nó sẽ thay đổi so với cái thời điểm ngay trước hồi xuân, tức là người ta đã bước sang sườn bên kia của con dốc cuộc đời rồi, và đột nhiên họ có những biểu hiện của một cái sự trẻ trung, một sự năng động trong quan hệ tình dục, và chắc chắn rằng đây sẽ là những cái dấu hiệu mà người vợ rất là dễ để cảm nhận được. Đó. Thì với mỗi một cái người đàn ông thì cái dấu hiệu nó khác nhau. Có thể là anh ấy thay đổi về cái tần suất quan hệ, hoặc là thay đổi về cái cảm xúc trong cái cuộc yêu. Và để cái việc mà các anh nam giới kéo dài thời gian hồi xuân, hoặc là tận hưởng trọn vẹn cái cảm xúc của khoảng thời gian hiếm hoi này, thì nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Và để kéo dài nó thì các anh vẫn phải xây dựng cho mình một cái thói quen sống lành mạnh, xa lánh những cái thực phẩm, những cái đồ uống có hại cho sức khỏe nói chung và sức khỏe nam giới nói riêng, và đặc biệt là có một sự đồng hành tích cực của người bạn đời. Thì tôi tin chắc rằng là cái khoảng thời gian đi nghĩa này nó không chỉ kéo dài mà nó còn thực sự trọn vẹn với những cảm xúc thăng hoa của cả hai vợ chồng, để không phải là níu giữ tuổi xuân mà là hưởng thụ trọn vẹn cái khoảnh khắc trở lại thời trẻ này của cả hai người. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Luân ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Thành Luân thì chắc hẳn là quý vị và các bạn đã bổ sung thêm cho mình rất nhiều kiến thức về sức khỏe chăn gối và sinh lý nam khoa rồi đúng không ạ? Mọi thắc mắc của quý vị có thể liên hệ đến số điện thoại 0854 400 102, hoặc gửi thư về địa chỉ email tư vấn bác sĩ115a@gmail.com để được tư vấn. Và đừng quên là chương trình của chúng tôi được phát sóng vào 20 giờ mỗi ngày trên kênh IDC Live. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.